Đây là cái căn biệt thự tọa lạc tại đường số 11 khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7 nha các bạn. Cái căn này nè, từ bên này qua bên này đang cho thuê nguyên căn là 60 triệu một tháng. Hiện trạng là nhà trống, có thể giao ngay. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tiến qua số điện thoại là 0983 383 509. Bây giờ Tiến sẽ mô tả cái vị trí con đường cũng như là cái vị trí cái căn nhà đang cho thuê nó nằm ở đâu tại khu Him Lam, rồi mình sẽ nói vào cái chi tiết diện tích của nó cho bạn coi ha. Trên màn hình là đây là cái mặt tiền đường số 11 nội khu đô thị Him Lam. Từ đây thì các bạn chạy thẳng ra chỗ đó là cái cầu Him Lam đó các bạn. Rồi ngay đây là cái công viên gần cái căn nhà đang cho thuê. Từ đây các bạn chạy ra là quẹo ra là trục đường D1 ngay chỗ cà phê Highland, ngay góc ngã tư đường D1 là Hoàng Trọng Mậu rồi giao với đường Nguyễn Thị Thập các bạn. Đường này thì các bạn thấy không, lộ giới rộng rãi 16 mét, xe ô tô chạy thoải mái. Còn cái hướng này á thì chúng ta chạy thẳng ra ngay chỗ quán cà phê Ông Bầu. Cà phê Ông Bầu nghe các bạn, ngay cà phê Ông Bầu là ngay chỗ trục đường D1 và là Hoàng Trọng Mậu á, là đường giao nhau từ số 11. Đây là mặt trước đối diện của căn nhà biệt thự đang cho thuê. Cái khu này là cái dãy nhà trọ, cái dãy căn hộ dịch vụ cho thuê. Ở đây là đối diện là dãy căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái mặt trước của căn nhà đang cho thuê cho các bạn coi. Hình ảnh thì bên trong thì Tiến sẽ gửi cho các bạn qua Zalo nha các bạn. Mình sẽ không quay tại vì bên trong là trống suốt, không quay bên trong. Mình sẽ thuê thì mình làm đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ mô tả này, cái tổng chiều ngang của căn biệt thự này á là từ bên cái cây này nè đi qua bên này là chiều ngang của nó là 7,5 m, chiều dài của nó là 20 m nha các bạn. Tổng diện tích đất công nhận là 150 m². Kết cấu xây dựng của căn nhà này là một tầng hầm, một tầng trệt, hai tầng lầu cộng áp mái. Tổng diện tích sàn là gần 500 m² các bạn, khoảng 480 mấy, gần 500 m² đất. Giá cho thuê là 60 triệu một tháng. Căn nhà có hướng nhìn về hướng chánh đông. Rồi Tính sẽ mô tả thông tin rồi đó. Từ cái vị trí của căn nhà này á mà đi lại siêu thị Lotte á, chỉ mất khoảng một cây số thôi các bạn, rất là gần. Thì khu Him Lam thì các bạn biết rồi, nó nằm ngay cái siêu thị Lotte góc ngã tư đường Nguyễn Thị Thập với là đường Nguyễn Hữu Thọ đó. Đây là những cái căn nhà xung quanh, những căn biệt thự xung quanh. Cái khu này là cái khu biệt thự 7,520. Thì cái giá trị nhà đất của bên này thì thường thường nó đang bán cái mức là, ví dụ như những cái căn biệt thự này nè thì đang có mức dao động tầm ở mức là 36 đến 39 tỷ một căn các bạn. Tùy theo cái nội thất bên trong và cũng như là kết cấu nhà có thang máy hay không có thang máy nữa. Cái căn này á, thì để mình coi là cái thông tin chính xác. Mình sẽ báo cho bạn. Ví dụ như bây giờ căn nhà này hình như là không có thang máy các bạn. Nhớ là không có thang máy. Rồi thì hiện trạng là nhà trống nha bạn. Các bạn cần thì set up thì liên hệ cho mình, mình hẹn lịch mở cửa cho bạn xem. Cái này, căn nhà này thì nó phù hợp với ngành nghề là mình thuê, mình ở hoặc là làm căn hộ dịch vụ cao cấp, cho thuê cao cấp, hoặc là làm văn phòng công ty. Khu vực này thì hầu như là chủ nhà hạn chế cho thuê ngành mở quán ăn nha các bạn. Và nó phù hợp với là ngành nghề là văn phòng công ty, hoặc là spa, hoặc là các dịch vụ khác. Ví dụ như là spa rồi giải trí, cũng như là các dịch vụ khác là, trừ cái ngành ăn uống thôi, khu này thì hạn chế. Đây là những hình ảnh xung quanh của nơi mà bất động sản đang cho thuê. Nếu mà các bạn quan tâm thì cái sản phẩm cho thuê này thì liên hệ cho Tiến qua số điện thoại là 0983383509. Các bạn thấy những cái mẫu nhà cho thuê này đẹp không? Đẹp. Ở đây thì 2-3 căn cho thuê luôn các bạn. Nếu mà các bạn muốn thuê cái nào thì mình liên hệ cho mình nha. Bên mình thì nắm rất là nhiều sản phẩm cho thuê bên Him Lam.
tất cả các loại luôn, từ 5-20, 7,5-20 hoặc là 10-20. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm cho thuê nhà đất khu Himplam thì nhớ bấm nút subscribe kênh để mình cập nhật kịp thời cho các bạn nắm giá chi tiết từng thời điểm sản phẩm, để mình đi thuê mướn văn phòng ở công ty, chuyển công ty nó sẽ phù hợp. Ở con đường này thì ở công ty thì rất là đẹp các bạn. Xe ô tô chúng ta có thể đổ vô tư bên ngay góc công viên đó, hoặc là ngay cái lối đi vào của đường này, hoặc là để trong tầng hầm thì mình có thể chứa được 2-3 chiếc ô tô. Xe máy thì 30-40 chiếc vô tư các bạn nha. Ok, mình xin dừng cái video này lại ở đây. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983383509 nha các bạn.